Hi, xin chào các bạn đã trở lại với Tăng Vlog. Hôm nay mình và anh Thắng được anh Tăng thử thách một cái thử thách, đó là ăn 5 gói mì tôm và 10 cây xúc xích. Thì chia ra là 10 gói mì tôm và 10 cây xúc xích, thì chia ra là mỗi anh em mình là người 5 cây xúc xích và 5 gói mì tôm nha các bạn. Ai ăn trước thì nhận được phần thưởng là 500.000. Thì đó là anh Tăng anh ra điều kiện với anh em mình là ăn trong vòng 20 phút phải xong nha. Thì ai ăn xong trước người đó sẽ được thưởng 500 cho mọi người. Đây. Đưa tiền trước đi. Đưa tiền trước. Đây là hai chén nước thôi mà. Đưa tiền trước. Ê, ê, để đâu tiền đưa trước. Chặn lại cho nó chết. Đây. Nói là làm chứ Việt Nam nói là làm. Phải chặn trước chứ. Thì lâu lâu anh Tăng anh cũng làm dố rồi là tạo điều kiện cho mấy anh em mình đó mà. Chặn tiền. Có động lực để làm video mà. Bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu chớ mì và cái xích đỡ chớ và làm thử thách nha các bạn. Các bạn bây giờ mình sẽ xé mì đỡ cho bà nha. Thì mình lại thích bỏ trong tô nha các bạn, khi mà chớ nước vào ăn nó sẽ ấm hơn. Mình từ trước giờ mình đều thích ăn đồ nóng, mình má đồ nguội mình tìm thấy nha các bạn. Ghê cái này. Bây giờ mình chết trước nha. Hôm nay thì anh em mình tính là đi quay xuống nước nóng cho các bạn nha, mà do clip xuống nước nóng các bạn. Ra tên xuống nước nóng thì kiểu như là đợt lũ vừa rồi á thì cuốn thì cát rồi là nó cuốn đi hết rồi bạn, giờ xuống nước nóng thì nó lấp lại hết rồi anh em không thể quay rồi, anh em quyết định sẽ giờ quay thử thách đâu. Anh Tăng đòi ra thử thách là ăn mì tôm nha các bạn, thì anh em mình sẽ cố gắng thực hiện đâu mà lấy phần thưởng. Tô mì của anh này nha các bạn. Thịt chứ, thấy cái tô mì này no quá rồi. Thấy tô mì chưa kịp ăn thôi à, nên mình bắt đầu thấy no rồi các bạn. Cũng vì cục tiền nên anh em phải rác thôi. 5 lít. Có gì đâu, nãy giờ có 1 triệu chắc 2 tô còn rác nuốt rồi. Đây mọi người thấy hai tô mì rất là to, nhiều xúc xích ớt. Tô mì mình đẹp hơn tô mì mình thấy. Cắn dầu ớt các bạn, hai tô mì mình đẹp. Ok các bạn, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu ăn nha. Thì ra là điện thoại mình sẽ bắt đầu bấm giờ nha các bạn. Thông cảm nha, do đây là nhà gần à, đường nên là nó khá là ồn nha. Dạ, bây giờ anh em mình sẽ bắt đầu bấm giờ nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu thử thách của anh Tăng nha. Đứng lại. Nhắm không?
luôn nha các bạn. Rút đây. Sau cái thử thách này chắc là Mạnh với anh Thắng thì chắc bỏ em thì tôi một tháng á. Sau thử thách này thì đừng có bày mì tôm nữa. Si no le ayuda la fábrica el camión le da. Esto me daba mil tacos me caía el suelo. Yo ya cogía los tacos los rastrados. Cố ăn thấp hàng nữa mà lấy nên trong ca vẫn tăng nha các bạn. Nó là sao vậy thật được giờ mì tôm phải nằm bằng cổ rồi các bạn, lên tay não với tay cổ ghét quá các bạn. Giờ thật sự thì ăn mình bạn thấy ăn không nổi nữa rồi nên thôi thì chắc tụi mình xin thua dừng thời gian lại nha. Thì sau 10 phút anh em mình ăn thì ăn thật sự không nổi nữa rồi nên là anh em mình chịu thua nha các bạn. Thì thì có lẽ clip của anh mình đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã xem video, đã thấy hay cho mình xin một like này, cho mình chia sẻ video ủng hộ anh mình nha. Bye bye, hẹn lại các bạn. 500k đúng không dễ con trai. Ui ôi đâu á. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ subscribe kênh.